Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, doanh số Winner 150 trong tháng 2 năm 2017 rơi tự do xuống mức thấp nhất trong 8 tháng qua do hết khuyến mại và trùng vào dịp Tết Nguyên đán. Theo nguồn tin riêng của Autobuy.vn, doanh số Honda Winner 150 trong tháng 2 năm 2017 đạt hơn 4.000 xe, giảm tới 70% so với tháng trước đó và là mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua, không kể tháng đầu tiên chỉ có 20 ngày bán hàng. Mức doanh số của Winner 150 trong tháng thứ 2 của năm 2017 cũng chỉ bằng 50% mức trung bình trong 8 tháng gần nhất và chưa bằng 1/3 doanh số của đối thủ Yamaha Exciter 150 trong cùng thời điểm. Doanh số Winner 150 rơi tự do khá nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó phải kể đến tháng 2 trùng vào Tết Nguyên đán, thời gian bán hàng ngắn và tháng Giêng âm lịch, một trong những thời điểm nhu cầu mua xe ở mức thấp nhất trong năm. Nhu cầu ăn chơi du lịch lấn át nhiều hoạt động khác, trong đó có hoạt động mua sắm xe. Cùng với đó, liều thuốc kích thích là chương trình khuyến mại tặng đồng hồ Casio G-Shock trị giá 4 triệu đồng cũng kết thúc vào cuối tháng 1 năm 2017 và không có chương trình mới nào vào thời điểm tháng 2 cũng khiến cho giá Winner tụt dốc không phanh. Như vậy, theo nguồn tin riêng của Autobuy.vn, trong gần 9 tháng kể từ khi Honda Winner 150 chính thức bán ra thị trường, doanh số của Winner đạt gần 74.000 xe, trung bình hơn 8.000 xe mỗi tháng, mức doanh số khá ấn tượng cho một mẫu xe mới ra mắt và lập tức leo lên vị trí thứ 2 trong phân khúc. Honda Winner 150 bán ra thị trường từ đầu tháng 6 năm 2016, xe được trang bị động cơ phun xăng điện tử PGM FI 150 phân khối, đều HC 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch cho công suất cực đại 15,42 mã lực tại 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút đi cùng hộp số 6 cấp. Honda Winner 150 có hai phiên bản thể thao và cao cấp, giá đề xuất tương ứng là 45,5 triệu đồng và 46 triệu đồng. Sau 1-2 tháng đầu tiên bị loạn giá tại đại lý, Honda Winner 150 rớt giá chưa từng thấy, xuống mức thấp kỷ lục khoảng 37 triệu đồng tại Hà Nội vào cuối năm 2016, đầu năm 2017, trước khi nhích lên khoảng 38,5 đến 39 triệu đồng hiện nay. Tuy nhiên, mức giá này vẫn đang thấp hơn giá đề xuất của Honda Việt Nam lên tới 6,5 đến 7,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Autobuy.vn. Hãy đăng ký kênh Autobuy.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.